không cần người ấy hát hay, chỉ cần cất bước sang đây hát cùng, tôi mới sắm nguyên dàn nhạc Việt nè, đúng không Phú? À, vậy cái dàn của nhạc Việt là dàn gì ta? Dạ, yeah. Vậy thì quý vị, combo gồm mixer, hai cái micro dây, hai cái laptop và hai người hát đúng không? Hai người hát. Đó, ai mà thiếu người hát nói nhỏ nha, mời Phú về nhá. Phú ca bè nha. À, Phú ca bè luôn á. Phú ca là hơi bị đỉnh đó nha. Phú bè là hơi bị hay đó. Hai cục này với nói chung là cấu hình này mà hát không còn mà anh chị vui vẻ với nhau trong gia đình ha. Dạ. Trong gia đình thì nó rất là tuyệt vời luôn. Sẵn sấp sẵn full. À, ngồi tầm 2-30 mét vuông nó rất là thoải mái. Một đó. Ồ. Thật ra khi mà tôi up cái hình lên 20 triệu có nhiều bạn cứ thắc mắc là 20 triệu gồm những gì. Thì các bạn sẽ thấy là hai cái mic của PV nè. Của hãng PV đàng hoàng nha, chứ không phải là mic tào lao nha. Hãng PV đàng hoàng đó. Đương nhiên là mic thì có dây của nó rồi. À. Mixer Mackie. Mixer Mackie này á nhà để cắm vô cái dàn loa, nhưng mà nó đặc biệt nó có cái cổng USB nè. Cổng USB làm gì Phú ơi? Phát nhạc chất lượng cao, full HD luôn. Phát nhạc chất lượng cao, hoặc là thu nhạc vô ừ. máy tính, hoặc là livestream nhá. Đó. Còn hai cột loa này, hai cột loa này là của ai? Hai cột loa này là của hãng Proel nha các bạn. Proel là của ai các bạn? Proel là một cái hãng của Ý. Đây, Proel Session 1 đây nè. Đó, Proel là một cái hãng của Ý. Nhưng mà nó đương nhiên là rap thì tại China thôi. Nhưng mà nó là của Ý nha các bạn nha. Đó, cắm vô và hát thôi. Thật ra cái cột Proel này mình nó hát cũng được rồi. Cắm một mic vô đây, nhạc dùng Bluetooth hoặc là USB hoặc là thẻ SD. Nhưng để hát hay thì các bạn cần cái mixer. Chứ cái này là nó đã có echo để cho các bạn hát rồi đó. Đó. Vậy một bộ 20 triệu nó chỉ đơn giản đó thôi. Hai micro, mixer, hai cột loa và cộng với Phú Khoai To nữa. Hả? Hả? Ok á. Phú Khoai To sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để chỉnh hai cột loa hay nhất, mượt nhất để rủ được em hàng xóm sang hát cùng nha. Rủ được crush đó sang hát cùng nha, chứ không phải để crush chửi nha. Tại sao vậy? Hay quá mà chịu sao nổi, nhất là sắm già này xong nó hát bài cô đơn trên sofa hay là ta hay là gì ta crush mà chịu qua hát là dính chắc à, cô đơn trên sofa hay là chưa quên người yêu cũ, hay là chưa kênh người yêu hàng xóm à, nha các bạn ha. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp các bạn tại Nhạc Việt quận 3 nha. Bye bye.